Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và đây chính là chiếc Samsung Galaxy S9 cộng mới của mình. Và các bạn thấy điều gì lạ không? Hai hi ở đây nó có số là 128GB này. Lúc trước thì mình có dùng cái phiên bản 64GB màu tím, mà mình sẽ quyết định đấy là đổi sang 128GB. Tại 64GB quay video 4K nó được không nhiều. Thì mình đã có đây là màu mới. Và đây chính là cái màu gọi là Sunrise Gold, vàng hoàng kim. Ta-da! Nó giống như những chiếc S9 cộng khác thôi. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn unbox. Thực ra mình đã rạch trước rồi. Đấy, rạch trước rồi. Và mình sẽ cùng các bạn mở nó ra. Ồ, bên trên này. Đấy, các bạn sẽ có trong đấy là những cái phụ kiện quen thuộc. Và trước đây mình cũng đã từng chia sẻ đến cho các bạn rồi. Chúng ta sẽ có ốp này, sách hướng dẫn sử dụng các thứ. Và đây chính là chiếc Galaxy S9 cộng của mình. Ơ? What? Khoan. Ơ? Sao lại là màu tím? Chết, nhầm ông. Sunrise Gold. Ơ, sao lại là màu tím? Hi, đây nè. Đùa với các bạn một chút xíu mà thôi. Thì đây chính là chiếc Galaxy S9 cộng màu Sunrise Gold vàng hoàng kim. Và mình không thể nào chờ đợi được. Mình đã ngay lập tức khởi động nó lên và chuyển toàn bộ dữ liệu từ chiếc Samsung Galaxy S9 cộng màu tím cũ này của mình sang. Và đây, tất cả mọi thứ đã chuyển sang và mình cũng đã chuyển qua luôn cái chiếc điện thoại mới này rồi. Và chắc chắn nó sẽ đồng hành cùng với mình trong một thời gian dài nữa, cho đến khi Note 9 ra mắt. Ở bên trong các bạn sẽ vẫn có đầy đủ những cái phụ kiện quen thuộc, ví dụ như là cục sạc nhanh này. Chúng ta sẽ có thêm một cái USB connector từ Type-C ra Type-A bình thường này. Hay là các bạn sẽ có đầy đủ như là cọng cáp này, USB Type-C rất là dài. Chúng ta có một cái tai nghe AKG này, và không thể thiếu được là những cái nút tai để các bạn có thể thay thế. Nói chung là bởi vì nó cũng là Galaxy S9 cộng mà, nên nó cũng chả khác biệt gì. Và bây giờ mình sẽ nói một chút đến cái màu sắc này nhá. Thì cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái màu Sunrise Gold này là nó đẹp. Và mình thực sự rất thích cái màu sắc này. Nó khác hoàn toàn so với những cái phiên bản màu gold mà các bạn đã từng nhìn thấy trên những thiết bị Samsung từ trước cho đến nay. Và thậm chí là các bạn có thể tìm thấy trên thị trường là không có một sản phẩm nào có cái màu kiểu là như vậy. Nó vàng, nó hơi đậm nhẹ một chút xíu, nó không nghiêng sang màu gold, nó cũng không nghiêng sang cái màu vàng yellow, mà nó là một cái màu gì đấy, mình không biết gọi tên như nào, thì các bạn có thể thấy trên hình đó. Đã nghiêng sang ánh sáng này, nó đổi màu sắc ra một chút, thích không tưởng luôn. Và thậm chí cái phần viền nó cũng được làm ánh theo cái phần mặt kính, nó rất là đẹp. Và nhìn nó, mình phải công nhận là nó đẹp. Đặc biệt phía mặt lưng này các bạn thấy không, màu đen và màu vàng kết hợp với nhau, thêm logo Samsung đây nổi ở đây nữa, trời ơi đẹp vãi cả trường luôn. Và nếu như bạn nào mà như mình đã nói rồi, không thích một cái màu nó quá trẻ trung năng động và hơi xì tin xì khói như là màu tím, thì màu gold lần này cũng sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tốt. Màu xanh trước đây mình đã từng trên tay cho các bạn, thì nó là một cái màu đã từng xuất hiện trên những thiết bị trước đây của Samsung. Và cái màu vàng hoàng kim này là một màu mới hoàn toàn, các bạn cũng có thể tham khảo nhé. Và điều đặc biệt là khi mua cái chiếc điện thoại này thì mức giá niêm yết của nó là 24.490.000, nhưng các bạn sẽ được trừ thẳng trực tiếp vào cái giá bán là 4.500.000 tại 7net. Một vài đại lý khác thì mình không rõ, nhưng tại 7net thì là 4.500.000, tức là các bạn có thể mua được sản phẩm này với mức giá là vào khoảng tầm độ 20 triệu. Ui thơm đúng không? Và các bạn nghĩ sao về cái màu sắc mới này của chiếc Samsung Galaxy S9 cộng? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Video của mình xin được dừng lại tại đây. Đừng quên là mức giá đang cực kỳ tốt tại 7net thông qua link phía bên dưới phần mô tả video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.